Rồi ok ạ, xin chào toàn thể các bác, xin chào toàn thể anh em đam mê chơi BCB. Chúc em một ngày mới thật là vui vẻ và có nhiều sức khỏe các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một video ngắn để giới thiệu về cho các bác 50 mẫu laser để hỗ trợ các bắn ban ngày và bắn ban đêm. Thì những bác nào mà chưa có laser này, laser hỏng, laser lỗi mà các bác muốn tham khảo các mẫu laser từ dòng bình dân đến những mẫu laser hàng cao cấp thì các bạn cố gắng theo dõi hết cái video này của em để có thể lựa chọn cho mình một trong chiếc laser. Và các bác gắn condo FX truyền thống các bác nhé. Thì cũng không để các bác chờ đợi lâu nữa, sau đây em sẽ đi giới thiệu cụ thể chi tiết từng mẫu laser một. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác cân đối tài chính các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu về cho các bác mẫu laser bé. Cái này có kẹp dây 11 và kẹp dây 20. Hoặc là các bác lấy kẹp nòng, các bác cứ bảo em sẽ ship cho các bác cái laser kẹp nòng các bác nhé. Đây cái này chỉnh lên xuống này, trái phải thì cũng có hết các bác nhé. Thì mẫu laser này chỉ có tia đỏ thôi và vòng pin cúc áo. Hết pin mình có thể thay pin cúc áo các bác nhé. Những mẫu laser bé này thì thích hợp cho các bác dùng những cây mili các bác nhé. Thì mẫu laser bé tia đỏ này thì bên shop đang bán giá là 160.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Phụ kiện đi kèm sẽ có hai lục giác, một cái để chỉnh lên xuống và một cái để các bác chỉ bắt vào cành các bác nhé. Và đi kèm thì sẽ có 3 quả pin ở trong máy, em sẽ tặng cho các bác thêm 3 quả pin nữa để các bác sơ cua các bác nhé. Đấy những phụ kiện đầy đủ. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các cái mẫu laser thứ hai các bác nhé. Đây là một trong những mẫu laser đang được các bác tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Bởi vì là mẫu laser này nó dùng rất chi là ổn định các bác nhé. Thì mẫu laser này là mẫu laser đầu đạn, có kẹp dây là dây 11 và dây 20. Và đi kèm của chúng ta là sẽ có một cục sạc. Đấy, hết pin mình có thể sạc điện lưới 220V, cực kỳ tiện các bác nhé. Và một cái kẹp nòng, kẹp nòng phi 16 và phi 14 các bác nhé. Và mỗi đuôi chuột. Đấy, các bác mà không thích dùng công tắc này nữa thì mình có thể tháo công tắc này ra và các bác dùng đuôi chuột để nó tiết kiệm cái pin này cũng cực kỳ là tốt các bác nhé. Thì mẫu laser này thì cũng có chỉnh lên chỉnh xuống ở đây các bác nhé, chỉnh lên chỉnh xuống sang trái sang phải thì các bác cho lục giác vào đây các bác chỉnh các bác nhé. Đây các bác nhìn cái tia đỏ này cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn đúng không ạ. Thì mẫu laser đầu đạn tia đỏ thì bên shop đang bán với giá là 280.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Và đây vẫn là mẫu laser đầu đạn, vẫn những phụ kiện đi kèm thì đầy đủ các bác nhé. Như những mẫu laser đầu đạn này thì nó có màu xanh. Đây các bác nhìn cái màu xanh này thì để các bác dùng cả ngày cả đêm thì cũng rất chi là chuẩn chỉ các bác nhé. Thì mẫu laser đầu đạn màu xanh này sẽ sáng mạnh hơn và nó sẽ đắt hơn màu đỏ một chút các bác nhé. Mẫu laser đầu đạn màu xanh thì bên shop đang bán với giá là 320.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu về cho các bác cái mẫu laser to. Cái này thì là chỉnh lên chỉnh xuống này, sang trái sang phải thì các bác phải xoáy nút này ra nhá. Xoáy nút này ra. Các bác cho lục giác vào đây các bác chỉnh nhá. Đây xoáy nút này ra, các bác cho lục giác đây các bác chỉnh. Các bác chỉnh ok rồi, mình xoáy vào. Đấy cái mẫu laser này thì chống nước hoặc là chống nhảy tâm cực kỳ tốt ở cái mẫu laser to này. Đấy, rất chi là đồ sộ đẹp đúng không ạ? Dùng cho các bác dùng cho FX hoặc là condo thì cũng rất chi là hợp lý. Thì mẫu laser này thì cũng có tia xanh và có tia đỏ, có kẹp dây là dây 11 và kẹp nòng là phi 18 các bác nhé. Thì mẫu laser to này thì bên shop tia đỏ thì bên shop đang bán với giá là 320.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé, 320.000 đồng. Hoặc là các bác muốn lấy tia laser mà to màu xanh này thì hỗ trợ các bác dùng cả ngày cả đêm, màu đỏ thì chủ yếu các bác dùng ban đêm thôi, màu xanh này thì các bác dùng cả ngày cả đêm cũng rất chi là ok các bác nhé. Các bác nhìn tia của nó cực kỳ chất lượng, sáng thì cực kỳ xa các bác nhé. Ban đêm thì các bác đi soi tầm độ 7-80 mét nhìn nét căng luôn các bác nhé. Thì mẫu laser to này tia xanh thì bên shop đang bán giá là 350.000 đồng, bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà các bác nhé. Đó là về 4 mẫu laser em muốn giới thiệu đến cho các bác ạ. Thì các bác mà đang quan tâm mẫu laser nào cứ liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em nhé. Thì một video em làm rất chè ngắn thôi, thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.